Trong khi đó, cơ quan khí tượng Bắc Kinh cho biết, trong mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 8, lượng mưa ở Bắc Kinh sẽ nhiều hơn 10-20% so với cùng kỳ hàng năm. Số ngày mưa to cũng nhiều hơn. Một số chuyên gia nhận định, lũ lụt thường xảy ra ở các khu vực phía đông, phía nam, trong khi hạn hán chủ yếu xảy ra ở phía tây và phía bắc. Cả lũ lụt và hạn hán là kết quả của sự chuyển đổi nhanh từ El Nino sang La Nina, ảnh hưởng đến nhiều khu vực châu Á, Thái Bình Dương và thế giới. Cơ quan khí tượng Thủy văn Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ lượng mưa, mực nước các con sông để kịp thời cung cấp cho các tỉnh, thành. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã thiết lập một hệ thống phát hiện lũ hoàn chỉnh, có khả năng theo dõi chuyển động của lũ và tình hình lũ theo thời gian thực.